Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Và trưa hôm nay thì Khải đã có đi một buổi lần đấu nè mày. Nhưng mà buổi lần đấu này thì chúng ta trong vòng 1 tiếng đánh 4 trận thì Khải cũng đã thường xuyên làm video liên đấu cho anh em xem á. 1 tiếng 4 trận nhưng mà Khải sẽ tóm tắt nhanh, và trong vòng 4 trận này chỉ khoảng tầm 5 đến 10 phút cho anh em xem cho nó nhanh nha anh em. Nên là những trận liên đấu như thế này thì Khải không live stream cho anh em xem nha. Nên là Khải chỉ làm video cho anh em xem thôi. Cái gì anh em ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ video giùm nha anh em ơi. Tại Khải mới danh vào bên trong này. Rồi như là còn mấy phút? 3 phút nữa anh em. 3 phút nữa bắt đầu trận đấu đầu tiên. Rồi anh em chờ đợi nha anh em ơi. Nói chung là cứ gặp đánh hên xui em ơi. Nói chung cố gắng đến đâu hay đến đó nha. Vui nha anh em. Ok anh em, còn 1 phút. 1 phút. Mít gặp ai đây? Hiện tại trong trận đấu này thì Khải đã đẩy lực tay lên 5k1 nha anh em. 5k1 nha anh em. Quá cao luôn nha anh em. Không biết thử như thế nào nha anh em ơi. 5k1 thì quýnh đối phương có nhanh hay không nè. Nhưng mà lượng máu Khải rất là giỏi. Nếu Khải chỉ có 2k1 thôi em ơi, 2k1 rồi Khải mang cái trang sức cho được 200 nữa là mấu 2k3 thôi. Tại vì đang dính dòng nghe mi nè, nghe mi thiếu lâm, nghe mi là tăng sen, thiếu lâm là được cái 300 lực tây. Chứ thiệt ra Khải có 5k1 thôi. Tí nữa vào trong là nó sẽ mất anh em. Vô, sẽ như thế nào đây. Trận đấu đầu tiên mong rằng sẽ win nè. Ôi, lại gặp Lý Quỳnh nữa. Vãi thiệt anh em. Gặp Lý Quỳnh miết chơi. Thua rồi anh em ơi. Lý Quỳnh thua rồi. Xém chết em sao. Hơn làm phòng thủ mình có thêm 20 phòng thủ em nó cho hơn nhiều anh em ơi. Cho hơn bình thường anh em. Trước nói chung là gặp Thiên Vương mình định buông tay anh em. Nay mà mình mang thêm phòng thủ á, nên hay mình cố gắng mình đánh thử anh em. Nên mang thêm phòng thủ á. Cố gắng mình đánh thử hay không? Anh được không? Trời, nhưng cái X2 bắn luôn em ơi. Đó là coi. Phải nói bị bách bài trong trận đòn quá. Hay quá. Trời anh em, mình đang đam em ơi. Không cao giờ được em ơi. Hai ba cá là chết rồi. Phải ta cũng đánh trúng. Mà đến 10 phút lần em ơi. Giai đoạn đánh đến 10 phút lần nên là Khải nghĩ cao giờ cũng rất khó câu. Thì chẳng thì đó đến 10 phút. Nghĩ 10 phút thì có câu giờ chứ còn khó mà ăn được. Cố gắng đánh mà cố gắng kết thúc Lý Quỳ mà khó nè. Đến ra mình ăn mình quất Lý Quỳ được 20k đam rồi đó, biết đâu. Này nè, đối phương bị dính 20k máu nè. Khải mới cái giá 8k pha cuối cùng đó, đục tử phát X2 đai luôn nè. Thôi game thua đường môn thì đường môn thua thiếu lâm, quên thua Thiên Vương thì cũng chịu nè. Anh em thấy trâu hơn không? Ở trận đó đầu tiên Khải không mang phòng thủ, cảm giác yếu vãi chướng. Với lại hôm đó thì gia truyền kháng cả cái xấu thôi. Đọc Khải cái Khải chết rồi. Còn pha này thì Khải thấy đọc cũng dính, chưa dính lắm nhưng mà dính một phát một chứ. Pha thứ tư dính mới chết nè. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ trận đấu thứ hai tiếp tục nha. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai nha anh em ơi. Trận đầu tiên thì nói chung gặp là Thiên Vương 3 mà cố gắng câu giờ nhưng mà khó quá anh em ơi. Anh đam rồi câu thì câu, nhưng mà hiện tại câu đến 10 phút thì Khải nghĩ hơi xui khó lắm em. Chỉ cần mà nó mình bắt được cái hay là bật ngay. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok anh em, bây giờ chúng ta vào trận đấu thứ hai nha. Khải thua Lý Quỳ chỉ 3 trận đó anh em, vãi thiệt. 2 phút. Anh em đang xem thì ủng hộ Khải cho một like, một video, chia sẻ video này giúp Khải nha anh em. Với trận đấu thứ hai sẽ gặp ai đây? Nhưng mà sẽ cố gắng làm mà trừ Thiên Vương ra. Thiên Vương khó đánh lắm anh em ơi. Tầm này phòng thủ không có, Thiên Vương nó ít hơn cái là banh luôn, quá nhanh. Anh em xem mấy trận liên đấu anh em thấy. Né Thiên Vương đang xíu là đánh được anh em. Gặp chúng bắt mà hên xui mà gặp chúng Thiên Vương nó xin phép đầu hàng, buông tay chịu chói. Buông tay chịu chói nè, nói gặp Thiên Vương. Hãy mở tiếng nhận, nó trên này nó mới nhận ra.
Rồi, một phút. Cái bài đây, trời ơi. Tức vị cây rồi, ok. Đây trận đấu thứ hai. Đại gia mơ game, quá như này. Cao một bóng. Thầy khải lực tầy 5K1 vậy nè. Trong này 9 dòng thiếu lầm lên 5K4 rồi. Khải thằng anh em thấy không? Mất thông pháp. Quá chắc, mấu thì có hai cái máy rồi. Mà lực tầy to lắm. Lạnh xếp sắp. Lạnh xếp sắp hay là thiếu lầm rồi. Trên này thiếu lầm rồi, thiếu lầm quyền rồi. Mấy thiếu lầm này không biết sấy mình sấy nó chắc không ta. Mấu đang có xét kim phong. Vâng, trước được mấu sinh lực vô khá không có. À đây. Gió Lâm Hùng bá. Nhưng này gió đang nè. Cái này gió đang nè, ở xong của mình nè. Này gió đang nè. Cái này nhìn gió đang nè. Gió đang nè, gió đang. Gió đang 30 giây. Rồi. Hồi nãy gió đang đó nè. Và Lâm Hùng bá mình nhớ là đúng rồi, chính xác là gió đang. Ông bút cái dòng lên rồi ông chết luôn nè. Đúng rồi, giờ đang cấp Vu Đan, đang cấp 98. Ok anh em, trận đấu thứ hai win này. Tí nữa tiếp tục trận đấu thứ ba nha anh em. Ok anh em, giờ vào trận đấu thứ ba này, coi hạng là bao nhiêu. Lên không? À, 9. Thắng 8 thua 5 anh em ơi. Canh mà thua 5 hết thua mấy trận thi 3 rồi. Ok, và chúng ta còn 3 phút nữa thôi. 3 phút đợi chút nha anh em. Khải sẽ tóm tắt rồi. Khải không đợi anh em xem nó mất thời gian. Em chờ chút nha. Vào trong đó Khải sẽ bật là tiếp tục video cho anh em xem. Này Tiểu Phương. À, Tiểu Phương này nhìn thấy cái băng. Cái băng rồng. Lơ Hiền không có độ. À đây. Tiểu Hầu Gia. Tiêu nhiên như là giờ đang thì nhỏ này chưa biết mà đang theo cái kiểu phá nó mạnh giống vợ đang nè. Vũ khí chó khá ngõ mà nó chó khá ngõ. Chắc là giờ đang nè. Đúng rồi, giờ đang nè. Mang khá độc dòng 1 giờ đang nè. Tiểu Hồng Ca giờ đang. Ê ê. Không có độ. Vẫn là Hùng Bá, anh giờ đang lúc nãy nè. Khả sấy 2 sấy lên bàn thờ luôn nè. Quá nhanh. Kỳ họ mà. Sao mà anh được đồng môn. À, Quyền hôm nay cũng đi nè. Mình chẳng lại thấy nghe thua đấy. Ở đây. Rồi gặp Thiếu Lâm Quyền. Thiếu Lâm anh em, gặp Thiếu Lâm anh em ơi. Thiếu Lâm này chắc chết cái Khải nè. Được thôi. Ok, cảm ơn mẹ. Từ đại bà chúc. Chào con hôm ba miếng. Chào con hôm ba. Hôm ba miếng. Từ từ, bà đang mắc thằng bốn. Đánh Thiên La không thiếu lòng muốn chết nè em ha. Thiên La không thiếu lòng muốn chết. Chúng là chỉ có giờ thôi. Câu giờ tới không đánh được.
Thì câu giờ thiếu lầm là em bây giờ đánh không chết được nó đâu, đánh nó là mất thời gian mất máu. Mình chỉ câu giờ thì mình đã có cơ hội, nhưng mà 10 phút không biết sao em, câu đó 10 phút là biết là anh được hay không. Câu đó 10 phút là em. Từ và đang mất. Con đứt lần ma rồi á. Sáu phút anh em biết câu được hay không? Sáu phút lần vậy thì. Chẳng là quên hơi bị lo chắc thua rồi, hết giờ quên hết hết máu rồi. Sao lâu quá, trận này đánh đến 10 phút lần. Nếu mà mấy cái trận đó kia chỉ tầm 6 phút là câu được nè. 10 phút hơi lâu. 10 phút lâu quá. Trận đấu hơi lâu. Câu giờ sợ thua chứ đâu. Ôi, thua rồi. Pha đó đứng lại không chết được nó nè. Ok, chờ trận đấu thứ cuối cùng nè mày. Pha đó vãi nè mày. Thôi, nói chung anh lượng đang nhưng mà vẫn thua máu nè mày. Bên kia còn 25 bình, Khải còn 8 bình mà. Pha đó đục tử phát một chất luôn, đúng không? Phe tài bị đánh trúng 35 ngàn thôi. Đa số là bị phản đam của Thiếu Lâm thôi. Thiếu Lâm đâu đánh được Khải bao nhiêu đâu. Thiếu Lâm bị đánh trúng này 101 cái máu rồi, thấy không? Thấy không? 100 cái máu lận. Pha đó câu giờ cũng được nhưng mà chậm quá. Còn đến 5 phút thì 88 mình máu thì không thể nào câu được. Ok anh em vào làm trận cuối nè mày. Chiều này nhỏ quá. Gặp hai kỳ hồi. Coi còn mấy phút. 2 phút nha anh em. Ok vô. Trận cuối cùng gặp hờ kim nữa cho bó tay. À rồi lên gó nè, kéo gó ra.
ngày mươi rồi đây, ngày mươi này mày, nghe mươi này mày, đó ngày mươi anh nhanh không anh em, máy sấy là bắt hơi rồi. Ok, quá đẹp. Ok, và bây giờ Khải ọp livestream nha anh ơi. Nói chung là anh em nhìn đẹp tay Khải này, đồ này anh em xem qua này, đồ đạc thì cũng như bình thường thôi anh em, cũng không gì khác cả. Lên được cái giá trị khác hơn cả 14 là trâu hơn chút anh em, cảm giác trâu vãi nồi luôn anh em. Đó, nón, áo, vũ khí, đai, giày, bàn tay, nhẫn. Thôi đó, người mình bốc hơi liền nè. Ok anh em, và anh em xem video này đừng quên lỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ, ủng hộ đỡ tiếp tục những trận đấu liên tấu tiếp theo. Khải sẽ cố gắng đánh hơn nha anh em ơi. Ok, bye mọi người.